Những cái người như thế mới là những cái người mà nó bền lâu được chứ, đúng không? Kể cả là trong cái cuộc sống, trong cái lời ăn tiếng nói của bạn thôi, bạn là phải là cái người mà nói làm sao mà có đúng có sai. Nó các bạn đừng có bao giờ các bạn tiếp xúc với người ta, đừng bao giờ bạn suốt ngày bạn khen ngợi người ta, bạn không góp ý phê bình một tí gì là không được. Người ta đúng thì bạn phải khen người ta là đúng, mà người ta sai thì bạn phải tìm cách khéo léo thế nào để bạn góp ý, hay là bạn như thế nào để cho người ta biết, người ta sửa chứ. Đằng này á, bạn cứ ngấm ngầm, bạn cứ khen người ta để cho người ta thích bạn, người ta quý bạn, còn lỗi lầm của người ta bạn lờ đi, bạn là cái người mất dạy, bạn là cái người rất là ác ôn ấy. Nếu bạn là cái người như vậy thì bạn là cái người mà kiểu như là cái tâm bạn nó không tốt. Xin chào quý vị và các bạn nha. Những cái video mà mình chia sẻ về cái tướng nốt ruồi ấy, trước đây ấy, mình nhận được rất nhiều những cái phản hồi từ khán giả, toàn những cái phản hồi tích cực. Cái điều này cho thấy rằng là để mà nói về cái tướng nốt ruồi ấy, nó rất chính xác. Nghĩa là cái độ chính xác rất cao, rất cao. Các bạn cứ nhớ một cái điều là như vậy. Tuy nhiên, trước khi mà chia sẻ tiếp về những cái vị trí nốt ruồi tốt ấy, cái vị trí nốt ruồi may mắn hôm nay ấy, thì mình muốn nói một vài cái điều như thế này để các bạn chú ý. Cái thứ nhất là như thế này. Các bạn hãy xem cái video này nó như là để tham khảo. Đấy là cái thứ nhất. Mặc dù mình nói cái tính chính xác rất cao, nhưng nó không đúng hết với tất cả mọi người. Thế nên các bạn hãy coi như là để mà tham khảo. Cái điều thứ hai mình muốn nói với các bạn là như thế này. Cho dù bạn là cái người ấy có những cái vị trí nó ruồi, nó may mắn, nó tốt, thì bạn đừng bao giờ là bạn quên là bạn phải luôn luôn nỗ lực, bạn phải luôn chăm chỉ, đúng không? Bạn phải chăm chỉ, bạn phải nỗ lực, bạn phải làm việc, bạn phải học tập thật nhiều, luôn luôn học hỏi, đúng không? Thì nó mới tốt được. Các bạn nhớ đấy, thì nó mới tốt được. Đừng bạn nào mà nghĩ rằng là mình có những cái vị trí nó rồi tốt ấy là mình thôi, mình không cần phải làm cái gì, mình cứ lười, mình cứ ỷ lại, mình dựa dẫm, mình trông chờ có một cái gì nó từ trên trời nó rơi xuống với mình. Đừng bạn nào nghĩ như vậy. Bạn có vị trí nó rồi tốt rồi, đó là cái gì? Đó là một cái động viên rất lớn cho bạn. Đó là một cái gì bạn rất yên tâm. Vậy nên bạn phải là cái người luôn chăm chỉ. Đã thành công rồi, đúng không? Bạn biết là bạn đang thành công rồi, đang may mắn rồi. Bạn không bao giờ bạn ngừng, không bao giờ ngừng nỗ lực. Các bạn cứ nhớ một cái điều là như vậy. Mình nói quý vị là như này nhé. Xưa giờ, từ xưa tới giờ, những cái trường hợp mà đang từ trên đỉnh cao mà rơi xuống ấy, rất nhiều. Những cái trường hợp mà cứ tưởng là mình là cái người mà thành công rồi, cứ tưởng mình là cái người mà giỏi giang rồi, thế là đâm ra lại trở thành là không cố gắng nữa, đúng không? Không cố gắng, không chăm chỉ, mà quay sang cái vấn đề mà hưởng thụ. Quay sang vấn đề hưởng thụ, bắt đầu chủ quan. Chủ quan. Thế là rất nhiều người đang trên đỉnh cao lại rơi xuống tụt dốc. Cái điều này là các bạn phải chú ý. Các bạn cứ nhớ một cái điều là như này, người ta vẫn cứ có một cái câu nói là như thế này này. Có phước mà hưởng phước, phước sẽ mất. Nhưng mà có phước mà không hưởng phước thì là đang hưởng phước.
Đấy, có cái câu nói như thế, các bạn cứ nhớ, các bạn cứ để ý. Các bạn cứ để ý. Có rất là nhiều người, mình nói các bạn nhé, có rất là nhiều người từ cái lúc mà đang khó khăn đúng không, đang không có một cái gì, họ chăm chỉ, họ nỗ lực, họ cẩn thận, họ cẩn trọng, họ chu đáo lắm. Họ miệt mài lắm. Họ miệt mài, họ kiếm tiền, họ học hỏi, họ khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn. Nhưng mà đến khi họ có một chút chút, họ có một chút chút, bắt đầu họ quay sang là họ lười, họ chủ quan, họ ỷ lại, họ dựa dẫm liền, họ không cố gắng liền. Lúc đó là họ là cái người mà sinh ra cái kiểu như là chỉ nghĩ đến đi mà hưởng thụ thôi, đi tiêu tiền thôi, chứ không nghĩ đến kiếm tiền. Thế là dần dần cái phước mất, thế lại quay trở lại từ đầu. Rất nhiều trường hợp, mình thấy rất nhiều trường hợp. Có những cái trường hợp mà đang, mình nói có những cái trường hợp mà đôi vợ chồng ngày xưa lấy nhau về đang khó khăn đúng không? Đang hai người đang gia đình khó khăn, thế là cả vợ cả chồng đều chăm chỉ nỗ lực. Sau một thời gian có tiền, nhiều tiền lắm. Khi có tiền rồi thì ông chồng thì quay sang là cái kiểu như là sinh ra cái tật mà chơi bời, rồi là cặp kè, chơi bời cặp kè, gái mối bên ngoài cặp kè, đại loại là như vậy. Xong rồi cái gia đình thì nó tan nát thôi. Cái người vợ biết đúng không? Cái người vợ biết thì thôi một lần, hai lần, nhưng đến lần thứ ba thì đâm ra là cái người vợ chán nản. Và khi cái thời gian chán nản nó đủ lâu ấy, thì cái người vợ ấy, thì cũng tìm cho mình một cái bờ vai, một cái chỗ dựa. Thế là như người ta nói là cái kiểu như là ông ăn trà thì bà ăn em ấy. Rồi nó dẫn đến là chia tay. Mà khi chia tay ấy, được một thời gian, cái cơ ngơi mà bao nhiêu năm mà xây dựng thế này thế kia đi hết, đi sạch. Các bạn thấy. Thế nên mình mới nói các bạn là như này này. Cái cuộc sống này nó không nói trước được điều gì, nó không hề nói trước được một cái điều gì. Thế bạn nào nhỉ? Bạn nào mà bạn đang là cái người đang có phúc, đang có phước, có phúc, thì bạn hãy nhớ, bạn luôn phải cẩn trọng, bạn luôn phải giữ gìn, bạn luôn phải phát huy. Chứ bạn đừng chủ quan, đừng để đến cái lúc mà nó như cái tuột dốc không phanh ấy. Bạn mà xài phúc lung tung, xài phước lung tung là bạn nguy hiểm liền ấy. Mình nói thật, các bạn cứ nhớ một cái điều là như vậy. Cái con người ấy, cái cuộc đời con người nó có cái từng chặng ấy, nó có những cái chặng ấy, 5 năm, 10 năm tốt. Nhưng mà đến lúc mà cái tốt của nó ấy, mà các bạn chủ quan ấy, nó lao đùng nó xuống. Không cái gì nó là tốt mãi đâu. Thế nên bạn nào ấy, bạn mình vẫn cứ phải nhắc các bạn là như này. Cho dù bạn là cái người mà có nhiều những cái vị trí nó rời tốt ý, đừng bao giờ bạn chủ quan. Đừng bao giờ chủ quan. Luôn luôn nỗ lực. Nhớ đấy. Đừng bao giờ chủ quan, mà đừng bao giờ tin quá vào một cái vấn đề gì. Tin quá vào cái vận may của mình. Các bạn hãy nhớ một cái điều như vậy là được. Mình nói với quý vị là như này nhé. Quý vị thấy nó có một cái điều nó rất là hay ở cái điểm là như thế này. Có những cái người ấy, mà khi mà người ta sinh ra ấy, người ta cảm thấy người ta chưa được may mắn. Người ta có những cái mà nó thiếu sót, thiếu hụt so với mọi người. Từ cái trí tuệ, cái thông minh, rồi là sức khỏe, rồi là thế này thế kia. Nhưng họ là cái người ấy, họ nỗ lực, họ cố gắng, họ đều trở thành những cái người thành công. Mặc dù nhá, mình nói với các bạn nhá, những cái người đó nhá, cái nét tướng người ta chưa đẹp, người ta chưa may mắn. Các bạn cứ nhớ đấy. Và có rất nhiều những trường hợp sinh ra thì tướng đẹp, hảo tướng, có nhiều cái thuận lợi, có thông minh có này, sức khỏe có này,
tướng mạo, cái vẻ bề ngoài đẹp này. Nhưng mà cuối cùng là như thế nào? Cuối cùng là người ta đâm ra là người ta chủ quan. Người ta nghĩ là người ta phải là như thế, người ta luôn được là như thế. Tất cả những cái gì, cái may mắn, cái phúc là người ta nghiễm nhiên. Ừ. Thế đâm ra là người ta rất chủ quan. Và cái số những cái người chủ quan như thế đi xuống trở thành khó khăn ý, Nó quá nhiều luôn. Các bạn phải nhớ một cái điều là như thế này nhá. Bây giờ mình nói thực tế luôn. Các bạn đi trên một cái con đường. Cái đường nếu như mà nó mà bằng phẳng ý nhá, cái đường cao tốc mà nó bằng phẳng ấy, các bạn rất dễ bị tai nạn. Đường đẹp, đường cao tốc bằng phẳng, các bạn rất dễ bị tai nạn. Thứ nhất là bạn phóng nhanh. Cái thứ hai, nó không có một cái gì để cho bạn ý đề phòng, bạn cảnh giác. Thế bạn yên tâm quá gì nữa. Đường vừa đẹp, vừa vắng, vừa bằng phẳng, các bạn cứ thế các bạn bon bon, rất dễ tai nạn. Không kiểu này thì kiểu kia. Ừ. Không kiểu này thì kiểu kia. Nhiều khi có những cái bất ngờ, có những cái bất ngờ nó xảy đến. Không thì bạn buồn ngủ. Kiểu là như vậy. Vận tốc thì lại phóng nhanh. Có mấy ai mà cái đường đẹp như thế mà mình phóng từ từ, cũng giống như là có mấy ai mà tiền nhiều nhưng mà tiêu hạn chế đâu. Không, mọi người có cái gì trong tay là mọi người cứ vung ra hết, cái kiểu là như vậy. Và mình nói có những cái con đường nó gập ghềnh, nó uốn néo, nó gập ghềnh, ổ gà, ổ vịt, đủ các loại ổ, thế mà lại không có ai tai nạn rất ít. Các bạn thấy đấy, nghĩa là càng gập ghềnh càng khó khăn ấy, con người ta càng ý thức được, con người ta càng có một cái độ cảnh giác, càng cẩn thận. Cũng vậy thôi. Thế nên mình thấy là ở đời có rất nhiều người, người ta rất bình thường, người ta xuất thân rất bình thường, sức khỏe kém, đôi khi cái thông minh người ta kém, nhưng người ta nỗ lực rồi người ta vươn lên, người ta rất thành công. Các bạn cứ nhớ một cái điều là như vậy. Có những cái người ta sinh ra ấy, tay chân người ta chẳng có. Như Nick Vujicic nổi tiếng thế giới đấy, các bạn biết. Tay chân không có. Có nhưng mà nó ngắn, nó khuyết tật. Đâu có cầm nắm hay làm một cái gì đâu. Tất cả mọi cái gì thì người ta nỗ lực hơn người rất nhiều, đại loại là như vậy. Rồi có những cái người ta khiếm thị, nhưng người ta vẫn vươn lên đấy thôi. Người ta vẫn âm nhạc, người ta vẫn khiếm tính, khiếm thị, đủ khiếm quyết, mà người ta vẫn nỗ lực, người ta vẫn trở thành những người thành công. Đó. Tóm lại, hôm nay bạn nào mà có những cái vị trí nó rười may mắn ở đây mà mình chia sẻ, các bạn sẽ là cái người rất may mắn. Nhưng các bạn cũng đừng bao giờ các bạn chủ quan. Chỉ cần các bạn không chủ quan thôi, thì cái may mắn của các bạn ý, nó đi đến hết cuộc đời các bạn. Hết cuộc đời các bạn vẫn may mắn. Chỉ mong rằng là các bạn đừng chủ quan. Đừng chủ quan với những cái gì mà mình đang nhận được. Có phước đừng có hưởng phước. Hưởng thì hưởng ít thôi. Hưởng ít hơn, nhận vào ít hơn, cho đi nhiều hơn, thì phước luôn luôn đong đầy, phước luôn luôn nhiều. Bây giờ các bạn lấy cái gương ra. Cái video hôm nay là mình chia sẻ về những cái tướng nốt ruồi cho chị em, cho phụ nữ. Các bạn lấy cái gương ra. Cái vị trí nốt ruồi mà rất may mắn đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người, nó nằm ở thái dương, bên trái cũng được, bên phải cũng được.
cái vị trí đầu tiên nằm ở Thái Dương. Mình nói với mọi người là như này nhé, mình chưa bao giờ mình nhìn thấy một cái người phụ nữ nào ấy mà có cái vị trí nó ruồi mà nó nằm ở Thái Dương ấy, mà kể cả đàn ông luôn, chưa bao giờ nhìn thấy ai khó khăn khổ sở vất vả. Các bạn cứ để ý, những cái người mà có cái nốt ruồi nó nằm ở vị trí Thái Dương, số họ sướng. Những cái người này họ thường là những người rất thông minh. Các bạn cứ để ý đi. Mình không hiểu là như thế nào, không hiểu là cái sợi dây thần kinh nó nằm ở đâu, nó tác động đến đâu, rồi là cái nội tiết tố nó như thế nào để nó tạo thành cái nốt ruồi ở đó. Mà đặc biệt là những cái người có cái vị trí nốt ruồi Thái Dương ấy, rất thông minh. Những cái người này rất thông minh. Và những cái người này họ cũng là cái người tốt bụng. Thông minh là một chuyện, họ cũng là một cái người tốt bụng. Cái người này là cái người rất biết cư xử. Mà những cái người nha, mình nói những cái người mà có cái nốt ruồi Thái Dương nha, họ lại có cái số mà kiểu như là họ cứ đi đây đi đó ấy. Những cái người này họ thường là những cái người mà kiểu cái số họ xuất ngoại ấy. Và rất nhiều người có cái nốt ruồi Thái Dương ấy, là họ sinh sống, họ định cư bên nước ngoài. Rất nhiều bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi Thái Dương rất may mắn. Những cái người này vừa may mắn cả về chồng con, cả về tiền bạc. Nói chung rất may mắn. Cái người này mà lấy chồng yêu chồng lắm, lấy chồng yêu chồng, đẻ con ra thì yêu thương chồng con, gia đình chăm sóc chồng con rất tốt. Những cái người này thì họ là những người họ làm cái gì họ có trách nhiệm ý. Cái người này thì họ có tình người, họ có đạo đức. Nói chung ý, cái bạn nữ nào mà có nốt ruồi ở Thái Dương ý, các bạn là cái người rất may mắn. Nốt ruồi son được mà nốt ruồi đen được. Cứ nốt ruồi nó nằm ở trên Thái Dương, các bạn nhớ, nốt ruồi trên Thái Dương rất may mắn. Cái huyệt Thái Dương bạn ở đâu ý, cái nốt ruồi nó ở đó. Các bạn để ý. Cái vị trí thứ hai nằm ở bắp tay. Bắp tay trái được, bắp tay phải được bạn nữ. Nó nằm ở bắp tay. Ngay cái phần bắp tay. Còn nó mà xuống đến gần khuỷu tay các thứ thì lại hơi vất vả tí, nhưng mà nằm ở bắp tay. Son được mà đen được, các bạn để ý. Những cái bạn nữ ý, mà có cái nốt ruồi nằm ở bắp tay ý, cái thời trẻ của các bạn ý, ok, cái thời trẻ của các bạn có thể là các bạn có những cái mà kiểu như là bôn ba đấy, có những cái khó khăn, có những cái bôn ba, nhưng mà ấy, cái số của các bạn lại hay gặp được những cái may mắn bất ngờ. Những cái may mắn bất ngờ như kiểu là những cái tài sản gì như kiểu nó từ trên trời nó rơi xuống ý, toàn gặp những cái may mắn bất ngờ. Mình nói với các bạn nhé, những cái may mắn bất ngờ thì có thể là như kiểu là tự dưng các bạn chơi xổ số, bạn chơi vui vui thôi, tự dưng nó trúng giải độc đắc. Hoặc là các bạn đang ngồi ở nhà, tự dưng có cái người nào người ta đem tiền đến người ta cho bạn, nhưng mà đem cái số lượng lớn ấy. Hoặc là tự dưng bạn lại đang bình thường mà lại nhận được một cái gì đó, cái di chúc gì đó, đại loại là như vậy. Mình muốn diễn tả những cái may mắn bất ngờ nó là như vậy thôi. Thì đặc biệt là những cái bạn nữ mà có cái nốt ruồi bắp tay, cái thời trẻ hơi vất vả một tí, nhưng về trung vận hậu vận các bạn ok. Đây là cái nốt ruồi, cái vị trí rất may mắn. Chưa bạn nào mà nốt ruồi ở bắp tay mà các bạn là những cái người mà kiểu như là khổ, các bạn hay gặp những cái điều may mắn ấy.
một cái vị trí nữa này. Ở Ấn Đường. Ở Ấn Đường. Nhưng các bạn nhớ nha, các bạn phải nhớ là thế này này. Nếu như cái nốt ruồi vị trí ở Ấn Đường của bạn ấy, nó phải là nốt ruồi son. Nó phải là nốt ruồi son. Các bạn nhớ đấy. Chứ nốt ruồi đen thì không đúng đâu nha. Nốt ruồi đen thì không tốt đâu. Nốt ruồi đen sẽ không tốt. Nó phải là nốt ruồi son. Ở Ấn Đường. Nốt ruồi son là tự nhiên nhá. Các bạn đừng có chấm lung tung vào. Các bạn đừng bao giờ các bạn chấm lung tung vào. Các bạn chấm lung tung là các bạn kiểu như là các bạn tự mình, các bạn lừa dối mình. Tự mình kiểu như là tạo cho mình cái phúc, cái lộc giả ấy. Các bạn nhớ này. Các bạn hãy nhớ này. Ở đời ấy, cái luật nhân quả, cái quy luật của vũ trụ ấy, các bạn tạo ra cho mình những cái mà mình không đáng có ấy. Đấy là tự các bạn làm mất đi cái phúc của mình đi. Tự các bạn làm hao hụt, làm mất cái phúc của mình đi. Nó không có mà mình tạo ra cho nó có. Bạn muốn có phúc, bạn muốn được một cái gì, bạn phải mất một cái gì, bạn phải bỏ ra một cái gì, bạn phải lao động, bạn phải tốn công, tốn sức thì bạn mới được. Các bạn cứ nhớ, các bạn phải nhìn sâu vấn đề. Bây giờ mình nói ví dụ đơn giản là như thế này thôi này. Bạn có một căn nhà, đúng không? Bạn có căn nhà bạn đang ở, đúng không? Đúng không? Bạn cầm cố cái căn nhà của bạn ra ngân hàng để bạn lấy một cái khoản tiền để bạn đầu tư, bạn làm một cái gì đó. Bạn cầm cố khoảng 70%. Đấy, cái mình nói là cái nó lớn nhất đi. Cầm cố được 70% cái giá trị căn nhà, cầm cho ngân hàng để bạn đi làm việc, bạn đi đầu tư, bạn đi làm việc thì là gì? Cái phúc của bạn nó tăng lên, đúng không? Bạn vừa được ở nhà, nhà bạn vừa có, bạn lại vừa có tiền. Cái bề ngoài đó là cái phúc của bạn tăng lên. Nhưng mà thực chất bạn đang đi vay mượn phúc. Cái thực chất của bạn là chỉ có mỗi căn nhà thôi, bạn được ở thôi. Chứ đằng này bạn lại vừa có nhà, bạn lại vừa có tiền. Thì cái nhân quả đây nó là cái gì? Bạn phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí là hơn nữa. Còn nếu như cái sự nỗ lực của bạn ấy nó không được như thế, bạn lại mất hết. Bạn mất hết. Không những bạn mất 70%, 70% cái tiền đó, mà bạn mất thêm 30% nữa. Nó là cái giá trị của cái ngôi nhà mất. Mà bạn lại phải thêm cái áp lực. Thêm cái áp lực hàng tháng bạn phải trả lãi, đúng không? Đúng không? Đấy, nên mình mới nói với các bạn, đừng bao giờ mình, nói chung ấy, mình nói các bạn là thế này này. Các bạn ấy, các bạn tạo ra cho mình một cái gì mà nó không đúng với mình ấy, các bạn phải đòi hỏi là các bạn phải nỗ lực hơn nữa đấy. Thì bạn mới ok được, bạn mới hưởng được cái phước của bạn. Chứ còn bạn tạo ra bằng cái mà nó không đúng ấy, mà bạn lại cứ, bạn nghĩ là bạn tạo ra nó được cái này cái kia, không đúng đâu. Bạn lại còn mất đi, bạn còn không cẩn thận là bạn thiệt thòi, đại loại là thiệt thòi. Đấy, mình phân tích thế là để các bạn hiểu. Quay trở lại là những cái bạn ấy có cái nốt ruồi mà nó nằm Ấn Đường ấy, nó phải là nốt ruồi son thì nó rất may mắn. Các bạn sẽ là cái người nhạy bén, các bạn sẽ là những cái người mà kiểu bạn nhìn sâu được vấn đề, bạn nhìn xa trông rộng ấy. Bạn là những cái người mà như kiểu bạn có trực giác ấy. Cái trí tuệ bạn tốt, cái trí thông minh của bạn nhạy bén, hay may mắn, hay gặp may mắn. Bạn biết cái người nào là người tốt, cái người nào là người xấu. Bạn biết để bạn tiếp cận. Và những cái người có cái nốt ruồi son ở Ấn Đường ấy, các bạn thường là những người rất thành công trong cuộc sống. Làm cái gì cũng thành công, làm cái gì cũng thuận lợi. Nhưng mà ngược lại, nếu như bạn nào mà có cái nốt ruồi mà là cái nốt ruồi màu đen ý, nó nằm ở Ấn Đường ý, thì lại ngược lại. Thì các bạn lại là cái người mà kiểu như là các bạn làm cái gì nó không cố gắng. Các bạn thường là những cái người mà kiểu như là làm kiểu đầu voi đuôi chuột. Các bạn không cố gắng. Các bạn làm các bạn hay bỏ dở, hay nản lắm. Hơi khó khăn tí là các bạn nản. Các bạn làm không hết mình, làm không cố gắng. Đại loại là những người mà có nốt ruồi đen ở Ấn Đường thì họ lại là cái kiểu người rất khó thành công. Rất khó thành công. Làm việc thì không hết mình. Trách nhiệm thì kém, thiếu trách nhiệm,
kiểu là như vậy. Đấy, các bạn cứ nhớ là một cái điều là như vậy. Một cái vị trí nữa này, một cái vị trí nữa là bạn nào ấy, bạn nào mà có cái nó ruồi mà nó nằm ở lông mày, nó ẩn ở trong lông mày, ẩn ở trong lông mày, nhưng mà đoạn giữa thôi nhá, đoạn giữa thôi, mình nói chung là cái đoạn giữa, nó nằm ở trong lông mày. Cái nốt ruồi mà nó nằm ở trong lông mày ấy, người ta ví là như thế này này, người ta ví là ngọc ở trong mây hay là ngọc ở trong cỏ. Các bạn cứ nhớ là thế này là những cái vị trí nó ruồi nó thường kiểu nó mọc ở những cái chỗ mà nhìn nó ẩn ẩn ấy, thường là nó ruồi quý, thường là nó ruồi tốt, các bạn cứ để ý. Những cái bạn mà có nốt ruồi mà nó ẩn ở lông mày ấy, các bạn cũng là cái người các bạn hay gặp may mắn, các bạn hay gặp may mắn lắm, các bạn làm cái việc gì các bạn quyết đoán lắm, các bạn hay gặp may mắn. Kể cả là trong tình duyên hay là trong cái công việc, các bạn đều là cái người mà hay gặp may mắn, các bạn là cái người có quý nhân ấy. Các bạn cứ để ý, nó ẩn ở trong lông mày. Một cái vị trí nữa, nó nằm ở tai, nó rùa tai. Đỉnh tai là một này, dái tai là hai này. Ở đỉnh tai hoặc là ở dái tai, các bạn nhớ, mình là mình tìm ra những cái mà để mà nói để các bạn dễ hiểu nhất. Để mà xác định cái vị trí nó dễ hiểu nhất. Thực ra mình nói ở tai ấy, nó có rất nhiều những cái vị trí, từ đỉnh tai, vành tai, ở giữa, ở thế này thế kia, ở trong, ở luân, ở quách, nó có rồi, nó có nhiều lắm, nó có nhiều vị trí, nhưng mà nó rất lằng nhằng. Mình sẽ tìm ra cái vị trí mà nó đơn giản nhất để quý vị hiểu. Đỉnh tai là một, dái tai là hai. Rất thông minh. Bạn nào mà có cái nốt ruồi ở tai ấy, các bạn là cái người có phúc. Các bạn vừa thông minh, các bạn vừa có sức khỏe. Các bạn cứ nhớ đấy. Mình kể cho bạn cái câu chuyện ngắn ngắn một chút này. Một chút thôi, ngắn ngắn đây. Để các bạn thấy, ngày xưa ấy, cái thời mình bé, mình nhìn, mình soi gương ấy, cái thời bé tí, soi gương. Cái thời có mười mấy tuổi, học hết cấp 2 thôi. Soi gương thế là thấy ở tai, tự dưng nó có hai cái nốt ruồi ở tai. Đây, các bạn để ý này. Thế là cái hồi đấy thì mình nhìn, mình nghĩ rằng là, mình nghĩ rằng là xấu. Tự dưng nó lại tai như thế, nó lại có cái nốt ruồi, nhìn nó ngứa mắt. Thế là đi mua cái lọ, cái lọ mà lọ tẩy, cái lọ axit nhỏ nhỏ, ngày xưa nó bán nó rẻ, về mình cứ chấm để mà tẩy nó đi. Ok, nó hết, chấm nó tẩy nó hết, bạn biết. Thế là sau khoảng hơn một năm, nó lên lại y như vị trí đó, nó lên lại y như cái vị trí đó, đúng cái chỗ đó luôn. Tẩy hai cái nó lên lại y như thế luôn, không sai một tí gì luôn. Thế về sau mình mới biết là cái vị trí nốt ruồi ở tai ấy, nó là may mắn, nó là thông minh, nó là có phúc. Thì mình mới cảm thấy là mừng quá, mừng quá. Mình nói với các bạn nhé, còn có những cái vị trí mà ngày xưa mình không biết. Ba lần mình đi mình tẩy, mình đi mình tẩy rồi mình đốt. Cái lần thứ ba ấy, thì gặp đúng cái người chủ ở đấy luôn, cái chủ spa ở đấy đó, đốt cho mình. Hai lần trước đốt nó vẫn lên, cái lần thứ ba đốt thì cái người, cái chị chủ ở đó ấy, cái hồi mình trẻ mà, cái chị chủ ở đó ấy, chị bảo là lần này chính tay chị làm, em yên tâm đi, hết sạch cả chân rồi. Hết sạch cả chân luôn. Thế là mình yên tâm, mình đi về. 2 năm sau nó lên lại như chỗ đó, đúng cái chỗ đó.
mà cũng rất là may cái vị trí ở đó ấy. Khi mình tìm hiểu, nó rất may mắn. Nó là cái vị trí may mắn. Ừ. Đốt cả chân nhé, mà nó vẫn lên đúng cái vị trí đó. Đấy, các bạn thấy không? Thế nên mình mới nói với mọi người là thế này này. Cái nốt ruồi không bỗng dưng mà nó mọc ở chỗ này chỗ kia đâu. Nó phải là như thế nào? Không bỗng dưng mà nó mọc, nó xuất hiện ở những cái chỗ đó đâu. Ừ. Mình chỉ nói đơn giản là như thế này. Những cái bạn mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở giữa nhân trung ấy, các bạn cứ để ý, những cái người này sinh đẻ rất khó. Cái đường sinh sản của họ rất khó, rất chật vật. Về cái đường con cái rất khó, rất chật vật. Các bạn cứ nhớ. Thế tại làm sao lại là như thế? Hoặc là những cái bạn nào ấy mà có nốt ruồi nó nằm ở dưới cái bọng mắt đây này. Cái phần cung tử tức cái dưới cái bọng mắt đây này, cũng là nốt ruồi xấu. Cũng là nốt ruồi rất xấu. 100 bạn thì gần như là cái phần lớn luôn. Mình không dám nói 100% nhưng mà phần lớn luôn. Hoặc là những cái bạn nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở má, ở dưới cái gò má một tí. Ở bên trái, bên phải. Rất xấu. Rất xấu. Đâu có đẹp đâu. Nếu nó nằm ở xương gò má luôn thì lại là tốt. Ừ, thì lại là cái người thông minh, lại là cái người mà có cái địa vị, có cái vị trí, có quyền lực. Nó ăn xuống một tí thôi lại xấu. Ừ, vừa xấu tính, vừa xấu người, xấu nét, xấu tính. Khó khăn. Cái trò mà đã xấu tính đi kèm với cả luôn luôn là vất vả, luôn luôn khó khăn. Các bạn cứ để ý. Đấy, cái kiểu là như vậy. Các bạn khó giải thích được lắm. Bảo sao là khi mà khoa học, khi mà nhân tướng, người ta đang nghiên cứu thì người ta phải có những cái xác suất nó là lớn, nó là đa số, nó là rất lớn. Thì người ta, đấy mới gọi là nghiên cứu, đúng không? Dĩ nhiên là không bao giờ có một cái gì mà nó đúng 100% được. Các bạn cứ nhớ, không bao giờ có một cái gì nó là đúng hết được. Quay trở lại, những cái bạn nào ấy mà có nốt ruồi ở tai, các bạn là cái người rất thông minh, các bạn là người có sức khỏe, các bạn thường là cái người có phúc. Các bạn có phúc, đỉnh tai là một, dái tai là hai, phụ nữ đấy, mà kể cả đàn ông cũng vậy đấy. Thường là những người rất có sức khỏe, người này thì nhạy bén, người này thì làm cái gì rất dễ thành công. Họ nhạy bén, họ giao tiếp được, giao tiếp tốt. Họ thấu hiểu người khác. Nói chung công việc thuận lợi, sức khỏe thuận lợi, mọi thứ nó đều thuận lợi. Các bạn nào có, xin chúc mừng các bạn. Một cái vị trí nữa là bạn nào có cái nốt ruồi mà nó nằm ở môi trên ấy, cái vị trí nằm ở trong cái phần môi, cái phần môi trên, trong hay là trên, hay là cái viền môi, nó xung quanh, nó gần, nói chung nó chạm vào môi, môi trên. Đây cũng là một cái vị trí may mắn. Những cái bạn mà có cái nốt ruồi nằm ở môi trên ấy, bạn nữ ấy, các bạn thường là những cái người ấy, các bạn nấu ăn ngon. Các bạn có cái năng khiếu về nấu ăn. Hơn nữa bạn là những người mà ăn ngon. Cái số của bạn, bạn được ăn ngon. Ê, bạn là như kiểu là có cái, người ta gọi là có cái lộc ăn lộc nói. Cái cách nói chuyện của bạn dễ chịu. Ê, lời ăn tiếng nói của bạn nghe nó cũng dễ chịu. Bạn là người biết nói chuyện. Bạn là cái người kiểu như là có duyên trong nói chuyện ý. Mà bạn là những cái người hay được, hay có cái lộc ăn lắm, hay được người ta rủ đi ăn, đi uống ý, bánh bao ý. Mà ăn là ăn ngon ý. Bạn cũng là cái người kiểu bạn biết cảm nhận thế nào là ngon nữa thì bạn mới ăn ngon được. Đại loại là như vậy.
Nhưng mà tuy nhiên là mình nói là thế này, là những cái bạn nữ ấy mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở môi trên ấy, các bạn cũng là cái người mà khá là đào hoa nhé, các bạn là những người khá là đào hoa. Thế nên ý, nếu như bạn nào mà có cái bạn nào mà có gia đình, có chồng rồi hay là có người yêu rồi ý, thì các bạn hãy nhớ là các bạn phải làm thế nào mà bạn phải giữ được, bạn học được cái cách mà giữ khoảng cách với những cái người mà thích các bạn, với những cái người mà tấn công các bạn. Để làm sao để có được một cái gia đình ý, có được một cái gia đình, có một cái người ta gọi là cái đường tình duyên nó là tốt nhất, nó là chung thủy nhất, nó là tốt nhất. Đấy, cái vị trí nốt ruồi ở môi trên cũng rất là tốt, các bạn để ý. Một cái vị trí nữa này, một cái vị trí nữa, nốt ruồi nằm ở cằm. Nốt ruồi nằm ở cằm phụ nữ. Các bạn nhớ nhé, cằm là, các bạn nhớ này, nó phải sát, nó gần dưới cằm nhé, nó xung quanh cái khoảng này, ở giữa được mà trái được phải được. Bạn nhớ nhé, cằm là nó phải nằm ở gần cằm, chứ còn nếu như nó nằm ở trên cái đoạn gần đây, gần nó nằm gần môi thì là không được, không đúng đâu nhé. Có những cái nốt ruồi nó nằm ở phía gần môi đây này, các thứ thế này thế này thế kia ấy, là chưa tốt đâu. Thế nên các bạn hãy nhớ cằm là phải đây, còn nếu mà nó nằm ở trên này, nó gần môi đây thì nó là quanh miệng rồi, nó là phía dưới ở quanh miệng đây, nó gần chỗ này là thừa tương này đấy, địa cát thì ở đây này, tay cốt đấy, các bạn nhớ nằm ở cằm nhé. Phụ nữ có cái nốt ruồi nó nằm ở cằm, bên trái cũng được mà bên phải cũng được, mà giữa cũng được, rất tốt, rất may mắn. Những cái bạn này, bạn thường là những cái người, bạn thường là những cái người mà phải nói đây là những cái người mà có cái năng lượng tích cực, bạn là những người rất nhiệt tình. Những cái người này thì là những cái người mà phải nói họ, cái miệng của họ, cái lời ăn tiếng nói của họ ấy, nó họ là những cái người mà họ làm việc bằng cái miệng của họ nói nó rất thấu đáo, họ là những người thông minh nhiệt tình. Cái lời ăn tiếng nói của họ, ví dụ họ làm những cái công việc mà để mà thuyết trình hay là để mà giao tiếp ngoại giao hay là như thế nào đó, rất thành công. Những người này nhá, mình nói nhá, những cái người phụ nữ mà có nốt ruồi ở cằm ấy, cái thời trẻ khá bôn ba, thời trẻ khá là vất vả, sóng gió, nhưng ở trung vận và ở hậu vận họ họ rất là ok, họ phát triển luôn, không thiếu tiền luôn. Đặc biệt là những cái người phụ nữ có cái nốt ruồi cằm ấy, họ có cái lộc về đất đai, họ có cái lộc mà kiểu như là được thừa hưởng những cái tài sản tổ tiên để lại, nó liên quan đến đất đai thế này thế kia, các bạn cứ để ý. Mà những cái người phụ nữ mà có cái nốt ruồi ở cằm ấy, họ nhiều lộc lắm, họ nhiều lộc lắm, lắm lộc lắm, nhiệt tình. Mà những cái người này họ chơi, họ quan hệ, họ xã giao, họ giao tiếp với mọi người, họ đều là những cái người mà rất nhiệt tình, rất chân thành, không có lừa đảo ai bao giờ. Cho họ đi kinh doanh họ cũng rất lắm lộc, lộc buôn lộc bán, khéo khéo léo, khéo là khéo thật, thì khéo 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 chân tình, khéo khéo chân thành, khéo mà để cho người cũng được lợi và mình cũng được lợi. Chứ còn cái khéo mà cái kiểu như là khéo mà lợi mình mà hại người, thì lợi mình mà người không lợi, thì đấy là cái đó không phải là cái khéo, đó là cái khôn lời, đó là cái khôn vặt. Các bạn cứ để ý là khi mà các bạn tiếp xúc với một ai ấy, mà người ta khéo ấy, cái khéo của người ta làm các bạn dễ chịu, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến các bạn, đúng không? Đấy là cái người khéo. Chứ còn cái khéo của người ta ấy, mà người ta là những cái người, người ta chỉ mồm chỉ mép, người ta chỉ là cái kiểu khéo thôi, mà người ta không trao đi, không cho đi, người ta ích kỷ, người ta không cho bạn một cái gì, từ cái hiểu biết, từ cái giúp đỡ sức lực, hay là từ những cái gì đó, mà người ta chỉ có khéo cái kiểu như là có khi người ta chăm chăm, người ta khéo bạn là người ta đằng sau cái khéo đó là người ta đang muốn chiếm một cái gì, lợi ích gì cho người ta. Người ta thấy ở bạn có một cái gì mà người ta đang nhắm đến. Cái khéo đó là, đấy là cái ma cô. Đấy nó phải là khéo. Đấy là cái nguy hiểm ấy. Các bạn hãy nhớ.
cái người mà cứ khéo khéo mà kiểu như là khéo mà để mà đạt được những cái mục đích gì của mình, là những cái người đó là những người mà cái cuộc đời của các bạn đó dù các bạn có khá được nhưng mà các bạn cũng không khá được là bao, không dư giả là bao. Thường là như vậy, cái kiểu sống như vậy là cái kiểu không có hậu. Cái khéo của các bạn rất dễ là kiểu như là nó không lâu bền, nó không chân thành, nó không lâu dài. Kể cả là khi mà các bạn có những cái người bạn, người bè mà người ta chơi với các bạn, người ta sau một thời gian là người ta cũng hiểu bạn, là người ta cũng không dám gần bạn. Kiểu là như vậy. Thà bạn là những cái người mà có thể là bạn là không khéo nhưng mà cái tâm của bạn nó tốt. Bạn sòng phẳng, bạn sống với người ta, bạn cho đi, bạn nhận lại, bạn sòng phẳng. Bạn là cái người bạn không có cái dã tâm, không có ý đồ gì cả, không có cái gì là muốn lợi dụng người ta cả. Những cái người như thế thì mới là những cái người mà nó bền lâu được chứ, đúng không? Kể cả là trong cái cuộc sống, trong cái lời ăn tiếng nói của bạn thôi. Bạn là phải là cái người mà nói làm sao mà có đúng có sai nó. Các bạn đừng có bao giờ các bạn tiếp xúc với người ta, đừng bao giờ bạn suốt ngày bạn khen ngợi người ta. Bạn không góp ý phê bình một tí gì là không được. Người ta đúng thì bạn phải khen người ta là đúng, mà người ta sai thì bạn phải tìm cách khéo léo thế nào để bạn góp ý, hay là bạn như thế nào để cho người ta biết người ta sửa chứ. Đằng này á, bạn cứ ngấm ngầm, bạn cứ khen người ta để cho người ta thích bạn, người ta quý bạn. Còn lỗi lầm của người ta bạn lờ đi, bạn là cái người mất dạy, bạn là cái người rất là ác ôn ấy. Nếu bạn là cái người như vậy thì bạn là cái người mà kiểu như là cái tâm bạn nó không tốt. Bạn không thay đổi, bạn không sửa cho người ta. Bạn nhìn thấy người ta đi sai đường, bạn nhìn thấy người ta thế này thế kia, bạn cứ coi như là bạn nhắm mắt, bạn làm ngơ. Bạn như thế là bạn chưa tốt, chưa phải là cái người tốt. Bạn như thế thì nói thật, những cái người như thế là những cái người mà khi mà bạn cũng không thể, cái người có cái tâm tính như thế, bạn sẽ không bao giờ bạn chơi được với những cái người mà người ta là những cái người có tâm, có tầm thật sự. Cái người mà đạo đức, cái người hiểu biết, người ta nhìn thấy bạn, người ta sợ, người ta tránh xa bạn. Đấy, đại loại là như vậy. Quay trở lại là những cái bạn mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở cằm, bạn nữ có nốt ruồi ở cằm. Các bạn thường là những cái người mà gặp nhiều may mắn. Các bạn thường là cái người mà gặp nhiều may mắn, gặp nhiều tài lộc. Các bạn thường là những người mà kiểu như là rất nhiều tài sản, rất nhiều những cái lộc về kiểu như là đất đai. Đặc biệt là trung vận đến hậu vận đổ ra thì các bạn sẽ là những cái người mà kiểu như là may mắn. Về cái đường chồng con, về đường gia đình thì đôi khi có những cái bạn ấy mà nó rời cằm ấy thì các bạn lại được về kiểu như là về cái sự nghiệp, về công việc thế này thế kia. Nhưng mà cái đường tình duyên các bạn có phần nào nó hơi lận đận. Nhưng mà còn đa số ấy thì các bạn đều là ok. Đa số các bạn đều là những cái người mà kiểu như là có cái hậu, có cái lộc, có cái vận, có cái hậu vận rất là tốt. Đại loại là như vậy. Một cái vị trí nữa là cái nốt ruồi mà nó nằm ở cái xương gò má. Đấy, như cái phần đầu thì mình cũng đã nói rồi, những cái bạn nào, bạn nữ nào ấy có cái nốt ruồi ở xương gò má thì các bạn đều là những cái người rất là may mắn. Các bạn thường là những cái người có địa vị, các bạn thường là những cái người có quyền lực. Những cái bạn mà có cái nốt ruồi xương gò má, các bạn, cái tính cách của các bạn ấy nó là một cái người mà kiểu như là mạnh mẽ. Các bạn là những người quyết đoán, các bạn có cái tài lãnh đạo. Mà mình nói nhá, những cái người mà có tài lãnh đạo ấy là những cái người rất nhiều tài năng ấy, họ rất giỏi đấy. Cái người có cái tài lãnh đạo họ thường cũng là cái người có đạo đức, họ là cái người rất nhiều cái sự hiểu biết, họ có thấu hiểu được người khác ấy thì họ mới lãnh đạo được chứ. Bạn mà không biết gì thì làm sao bạn lãnh đạo được? Bạn không có đạo đức thì làm sao bạn lãnh đạo được? Bạn không có đạo đức thì ai đưa bạn lên? Đưa bạn lên để bạn giết người ta à? Đưa bạn lên để bạn làm hại người ta à? Đưa bạn lên để bạn dẫn dắt cho người ta đi vào cái con đường mà khốn cùng à? Không. Cái người đã là được cái người lãnh đạo ý, thường là những cái người mà phải nói họ đều là cái người mà rất giỏi, có tâm, có đức. Các bạn cứ nhớ, trong một cái lớp học, trong một cái tập thể, một cái lớp học, cái người lớp trưởng,
phải là cái người có uy tín chứ. Phải là cái người có uy tín chứ. Cái người lớp trưởng phải là cái người mà kiểu như là biết tập hợp được mọi người, bạn bè có một cái tiếng nói gì đó, biết quan tâm đến mọi người thì các bạn mới tín nhiệm chứ. Là cái người phải, cái lời ăn tiếng nói nó phải có trọng lượng chứ. Không liên thuyên, không linh tinh, không nói dối chứ. Ừ, đúng không? Trong một cái công ty cũng vậy, cái người sếp, cái người tổ trưởng ấy, cái người quản lý, họ đều phải là cái người như nào? Là một cái tấm gương. Họ đều là phải cái người giỏi, họ có tài, họ bao quát được, cái gì họ cũng biết chẳng hạn. Ừ. Và họ cũng phải là cái người đạo đức, họ biết quan tâm người này, người kia. Phải có ân chứ. Vừa có ân, vừa có uy, vừa có lòng tốt, mà vừa có, vừa mềm, mà vừa cứng, vừa nhẹ nhàng nhưng phải vừa cương quyết, phải vừa cứng rắn chứ. Ừ. Thì mới quản lý được chứ, thì mới lãnh đạo được chứ, đúng không? Thì mới dẫn dắt được mọi người chứ, thì mới phát triển được chứ. Chứ còn không thì loạn hết cả lên à. Có những cái người mình nói với bạn nha, có những cái người tài, có những người rất tài, rất giỏi. Nếu như bạn mà lãnh đạo, bạn làm lãnh đạo mà bạn lãnh đạo được những cái người tài giỏi, bạn phải là cái người cực tài giỏi, cực có đạo đức. Chứ còn những cái người tài, người ta kiêu lắm, người ta ngạo lắm, kiêu ngạo lắm, người ta không cần đâu. Nếu như mà người ta không gặp được một cái người mà kiểu như là người lãnh đạo tốt, một cái người ta gọi là cái minh chủ ấy, một cái người minh chủ ấy, cái người chủ mà thông minh và sáng suốt ấy, mà có đạo đức, có tầm ấy, có tâm ấy, không bao giờ người ta phò tá, không bao giờ người ta dốc mình, dốc tâm, dốc lực để người ta giúp đỡ đâu. Thế nên để mà nói tóm lại, để mà làm được cái người lãnh đạo ấy, bạn phải tương đối là toàn diện, vừa có tài, vừa có hiểu biết, vừa có đạo đức, sống bài trước sau, nó có một cái gì đó. Nói chung bạn phải vận dụng nhiều thứ lắm. Chứ không đơn giản mà bạn lên, bạn được lên mà làm lãnh đạo đâu. Các bạn cứ nhớ ấy, trong cuộc sống không đơn giản để mà có được một cái địa vị. Người ta đều có những cái mà phải nói họ là những cái mà họ hơn người. Hơn người, hơn người, rất hơn người. Đấy, quay trở lại. Quay trở lại là bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở gò má. Các bạn nhớ nó nằm ở trên cái xương gò má, cái đoạn xương gò má. Các bạn đều là những, đây là cái nốt ruồi may mắn, đây là cái nốt ruồi bạn là cái người có địa vị, bạn sẽ là cái người có chức quyền. Ừ. Vị trí nữa, một cái vị trí nữa là nốt ruồi nó nằm ở ngực. Ừ. Phụ nữ, ngực trái được, ngực phải được. Ừ. Ngực trái được, ngực phải được. Mình nói nhá, mà kể cả ở giữa, nhưng mà tị nữa mình nói sau. Nghĩa là thế này này, nếu như bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở giữa ngực ấy, các bạn cũng đều là những cái người may mắn, đều là những cái người mà kiểu như là các bạn là những người có tài, các bạn may mắn, nói chung về mọi cái các bạn là những người may mắn. Nhưng ở bạn ấy, ở những cái bạn mà nữ mà có cái nốt ruồi nó nằm ở giữa ngực ấy, thì các bạn thường là các bạn phải chú ý là làm thế nào ấy, các bạn phải giữ được một cái khiêm tốn. Thường thường là những cái bạn nữ mà có cái nốt ruồi ở giữa ngực ấy, các bạn dễ là những cái người mà kiểu như là có nhiều cái sự may mắn, hay là các bạn cứ nghĩ rằng mình là cái người mà giỏi hơn người, các bạn dễ trở thành cái người mà tự cao tự đại, các bạn dễ trở thành cái người mà kiểu các bạn làm cái gì thì các bạn ít quan tâm đến mọi người. Ừ, nghĩa là các bạn cứ đặt mình là cái trung tâm, đặt những cái lợi ích của mình nó lớn hơn so với mọi người xung quanh thế này thế kia, thì đôi khi nó ok, nó tốt cho bản thân các bạn, nhưng mà các bạn so với mọi người các bạn cũng ít được lòng mọi người, đại loại là như vậy. Còn những cái bạn nữ mà nốt ruồi mà nó nằm ở ngực trái, ngực phải, các bạn cũng đều là tốt. Các bạn là những cái người may mắn về tiền bạc, về công danh thế này thế kia, các bạn làm cái gì các bạn rất dễ thuận lợi. Ừ, các bạn thường là những cái người thông minh nhạy bén. Nhưng mà ngực trái thì các bạn nhớ, những cái bạn nữ mà nốt ruồi bên ngực trái, các bạn làm cái gì bạn tập trung thêm một tí. Ừ, các bạn là những cái mà kiểu như là đôi khi các bạn hơi thiếu cái sự tập trung. Ừ, các bạn làm cái gì bạn tập trung lên. Ừ, thì nó sẽ tốt hơn. Còn ngực phải thì các bạn là những cái người nói chung các bạn ok. Nốt ruồi ngực phải là nói chung là nó là kiểu như là nó là ổn nhất. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cứ vẫn cảnh báo với những cái bạn nữ mà có cái nốt ruồi nằm ở ngực ấy. Nốt ruồi son được mà nốt ruồi đen cũng được. Thì những cái bạn nữ mà có nốt ruồi ngực ấy, thì cái đường tình duyên của các bạn ấy đôi khi là nó cũng lận đận. Các bạn đào hoa. Ừ. Các bạn là những người rất duyên. Ừ. Các bạn là những người rất đào hoa, rất quyến rũ ấy. Bạn thu hút được cái người nam giới, người khác phái, đại loại là như vậy. Thế đâm ra là cái tình duyên các bạn ấy, các bạn ấy hãy cẩn thận,
các bạn thường là những cái người mà sẽ dễ kiểu như là lận đận về tình duyên. Những cái bạn nữ ấy thì có cái nốt ruồi ở ngực, các bạn cũng là cái người mà dễ sinh con quý tử ấy. Ừ, các bạn là những cái người dễ sinh con quý tử, các bạn cứ để ý. Nói chung là tốt, đôi khi phải nhớ dễ lận đận về tình duyên, nhưng cũng mình nói cũng đôi khi là các bạn cũng dễ kiểu như là dễ hay bị hiểu lầm ấy, hay bị đố kỵ hiểu lầm ấy. Nói chung những cái vấn đề đó thì các bạn lưu ý một chút thôi. Nhưng đại loại, tóm lại đại loại, bạn nào, bạn nữ nào mà có nốt ruồi ở ngực, xin chúc mừng các bạn. Các bạn đều là những người sẽ thành công, sẽ hay gặp may mắn, đại loại là như vậy. Một cái vị trí nữa này, một cái vị trí nữa, bạn nào nhưng mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở dưới lòng bàn chân, nốt ruồi nằm dưới lòng bàn chân, mình nói nhá, những cái bạn ý, những bạn nữ ý, mà kể cả nữ hay là nam, nếu bạn nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở giữa lòng, dưới lòng bàn chân ý, nằm ở trong lòng bàn chân ý, các bạn đều là những người rất may mắn. Cái số các bạn được đi đây đi đó, được đi đây đi đó, được đi du lịch khắp nơi, các bạn là những người phải nói các bạn là những người may mắn lắm. Mà đi đây đi đó là đi hưởng thụ, đi du lịch, đi đây đi đó. Mà thường nhá, mình nói nhá, những cái bạn nhá có cái nốt ruồi mà nằm ở lòng bàn chân ấy, các bạn đều là những cái người rất là tử tế. Các bạn sống tử tế lắm, các bạn đều là những người sống chân thành, các bạn lương thiện lắm. Các bạn vừa là những cái người thông minh, vừa là những cái người may mắn, các bạn vừa là những cái người có đạo đức. Thế nên ý, các bạn ý, đến đâu các bạn cũng được mọi người đón chào. Mọi người quý lắm, các bạn thân thiện, các bạn tử tế. Mình nói nhá, một cái người mà đã là những cái người, một cái người thông minh, đi kèm với đạo đức nhá, có cái tâm ý, sống tử tế, sống lương thiện ý, đến đâu họ cũng có cái đất sống, ở đâu họ cũng sống được, môi trường nào họ cũng sống được, môi trường nào họ cũng thành công, môi trường nào họ cũng được giúp đỡ. Các bạn cứ nhớ. Thế nên có tài phải có đức, có thông minh phải có lương thiện, phải đối xử với người ta một cách chân thành lương thiện. Ai chẳng có lỗi, nếu mà mình nói các bạn nhân, các bạn cứ nhìn, các bạn đối xử với mọi người, các bạn nhìn vào mọi người, các bạn đừng bao giờ các bạn nhìn vào lỗi lầm của người ta. Ai chẳng có lỗi, các bạn cứ nhìn vào cái điểm tốt người ta, rất dễ sống. Cái lỗi lầm các bạn gần như các bạn quên đi, các bạn có thể là bỏ qua là bỏ qua. Nhiều khi có những cái người nào mà người ta quá nhiều những cái lỗi lầm, quá nhiều cái thói xấu ấy, thì cái người đó là cái người đáng thương. Bởi vì một là ở trong họ, họ không ý thức được thế nào là tốt, thế nào là xấu. Hai là ở trong họ, cái cơ thể của họ ấy, nó không được mạnh khỏe. Cái đầu của họ, cái tâm lý của họ hay gặp những cái chuyện bất mãn thế này thế kia, thì họ mới có những cái cư xử như vậy thôi. Nói chung là đại loại là như vậy. Nó có nhiều vấn đề, nhưng tốt nhất nếu cảm thấy không gần được thì mình tránh xa cái người nào đó. Cảm thấy không gần được tránh xa. Còn chơi đã như thế nào ấy, thì mình cứ nên, mình suy nghĩ về những cái tốt của người ta, mình nhìn về những cái điểm tốt của người ta. Còn cái người nào mà mình không thể chấp nhận được thì mình tìm cách mình có một cái khoảng cách, thế là được. Thế là ok nhất. Đấy, thế đại loại bạn nào mà, bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi ở lòng bàn chân nhá, xin chúc mừng các bạn. Các bạn là cái người có số may mắn. Một cái vị trí nữa này, một cái vị trí nữa là bạn nào mà có cái, bạn nữ nào mà có cái vị trí nốt ruồi nó nằm ở cái phần vùng kín, cái phần vùng kín của các bạn ấy. Cái phần âm đạo ấy, rất may mắn. Các bạn đều là những người có sức khỏe, các bạn đều là những cái người mà sinh ra những cái đứa con rất thông minh, rất khỏe mạnh. Nó có một cái gì đó, các bạn cũng là cái người mà kiểu như là các bạn thông minh, các bạn là những cái người mà phải nói, nhưng mà những cái bạn mà có nước, bạn nữ mà có nốt ruồi vùng kín ý, thì các bạn thường là những cái người mà cũng khá là đào hoa đấy. Các bạn khá là đào hoa,
Thế nên ý, các bạn cũng nên kiểu như là có một cái gì đó mà mình phải giữ khoảng cách. Nếu như bạn là cái người mà có gia đình rồi, có chồng rồi hay có người yêu rồi, bạn phải giữ khoảng cách với những cái người khác giới. Bạn phải giữ khoảng cách. Cái cách tốt nhất là phải giữ khoảng cách. Chứ còn mình nói nhiều khi ở trong mỗi người nó đều có một cái mà kiểu như là có một cái mà đôi lúc mà mình không kiềm chế được bản thân. Thì cách tốt nhất mình khi mình biết mình là cái người mà có cái số đào hoa thì mình phải giữ cái khoảng cách. Giữ một cái khoảng cách an toàn để tránh tránh cái việc mà cái đào hoa ấy, mà không biết làm chủ mình ấy, thì đào hoa hại. Thế đâm ra trở thành cái người mà kiểu như là thiếu đi cái sự chung thủy, trở thành cái người mà có cái số mà kiểu như là cái đường tình duyên nó lại chân chuyên, nó lại lận đận, nó không đáng, đúng không? Nhiều khi chỉ một phút sai lầm thôi là có thể là nó đi sang một cái hướng khác. Đại loại là như vậy. Tóm lại là bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở cái vùng kín là may mắn, là tốt, sinh con quý tử. Các bạn là cái người mà nói chung các bạn không không sợ túng thiếu, các bạn luôn là cái người có may mắn có lộc. Rồi là một cái vị trí nữa, cái vị trí nữa là nó nằm ở gần cái chỗ mà gần cái chỗ đuôi mắt ấy. Nó nằm ở gần đuôi mắt, phải cũng được mặt trái cũng được, đấy nó nằm ở gần đuôi mắt, các bạn nhớ nhé, gần đuôi mắt. Đây cũng là cái vị trí nói chung là may mắn. Những cái bạn mà có cái vị trí nó rời gần đôi mắt đây này, các bạn đều là cái người thông minh, các bạn cũng đều là những cái người mà kiểu như là các bạn sống, các bạn tử tế, các bạn rất biết quan tâm đến người khác. Hơn nữa các bạn là những cái người mà kiểu như là phải nói là cái nhìn nhận của bạn ấy nó khá là sắc bén. Cái nhìn nhận vấn đề, nhìn người, nhìn nhận mọi thứ khá là sắc bén. Các bạn là người khá thông minh. Nói chung các bạn là những người mà đánh giá mọi việc nó tương đối chuẩn, kiểu là như vậy. Các bạn làm cái gì nó cũng rất dễ thành công, trong công việc rất dễ thành công. Các bạn cũng là cái người mà có cái đường tình duyên khá tốt. Nhưng mà nó mà đi xuống một tí nhá thì là không tốt đâu nhá. Hoặc là nó đi lên, nó đi vào cái chỗ cái hõm mà cái cung gian môn thì nó cũng là chưa tốt đâu. Thế nói chung là những cái vấn đề này nó sát nó gần đuôi mắt thôi. Các bạn cứ nhớ là như vậy. Còn nếu mà để mà xác định đúng vị trí thì hơi mệt. Khi mình chia sẻ này, mình cố gắng là mình tìm những cái vị trí mà nó dễ, các bạn dễ kiểu như là hình dung và dễ cảm nhận được nhất. Rồi là một cái vị trí nữa này. Một cái vị trí nữa nó nằm ở sau gáy. Nó nằm ở sau gáy nhé, các bạn nữ nhé. Những bạn nữ mà có cái nốt ruồi nằm sau gáy rất tốt. Rất tốt. Những cái bạn này thì rất thông minh, các bạn này thì cá tính, các bạn này rất nhiệt tình, rất thông minh, rất lắm lộc. Những cái người mà có rười sau gáy, những cái người này họ là những người mà kiểu như là họ họ sẵn sàng họ giúp đỡ người khác. Nhanh lắm, cái người này nhanh nhẹn, thông minh, cá tính, họ nhiệt tình lắm, lúc nào sẵn sàng là giúp đỡ mọi người. Thông minh, giao tiếp tốt, có cá tính. Những cái người này thì họ thường họ làm cái gì họ rất dễ thành công. Các bạn đấy, phụ nữ mà kể cả đàn ông, nốt ruồi sau gáy cũng cũng rất tốt. Nốt ruồi sau gáy là tốt, khẳng định là như vậy. Mình ở ngoài đời thì mình gặp rất là nhiều người, mình quan sát rất là nhiều người. Và mình cũng cảm thấy thế. Mà hơn nữa là tất cả những cái video mà mình chia sẻ ấy, thì có rất nhiều những cái phản hồi mà từ những cái bạn bạn có nốt ruồi sau gáy, từ cái tính cách thế này thế kia. Bạn phản hồi rất chuẩn luôn. Một cái vị trí nốt ruồi nữa này, bạn nằm có vị trí nốt ruồi mà nó nằm ở trong da đầu. Nói chung nó cứ liên quan đến nó nằm ẩn ở trong tóc, kể cả là chân tóc nó sát da đầu các bạn ấy, nó cứ liên quan, nó cứ nằm ẩn 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 ở trong tóc của bạn ấy. Rất tốt, các bạn cứ để ý. Cứ nốt ruồi mà nó ẩn trong tóc, trong lông mày hay là lông lá thế này thế kia, đại loại là như vậy thì đều là tốt. Những cái bạn có cái nốt ruồi mà nó nằm ở trong da đầu ấy, đỉnh đầu được, nói chung liên quan đến đầu, da đầu các bạn ấy, các bạn thường là những cái người rất thông minh, các bạn thường là người hay gặp những cái may mắn lắm. Các bạn là những cái người kiểu như là cái trí tuệ của các bạn nó tốt, cái sự nhạy bén các bạn tốt, các bạn thường là những người thành công. Các bạn cứ để ý là như vậy. Rồi là bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở rốn,
cái rốn ý, nó là cái hố kiểu như là hố chôn tiền ý, nó là cái hố chôn tiền ý. Bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi nằm ở rốn, các bạn rất nhiều cái lộc về tiền tài tiền bạc. Ừ, rất nhiều vấn đề mà lộc kiểu may mắn về tiền bạc, các bạn cứ để ý. Mà nếu như bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở eo ấy, ở cái phần eo nữa ấy, các bạn lại là những cái người mà rất dễ kiểu như là sinh con quý tử ấy. Ừ, cái phần eo ấy, bên trái cũng được bên phải cũng được, các bạn cứ để ý. Ừ, rất dễ sinh con quý tử, rất là may mắn. Rồi là cái nốt ruồi nó nằm ở mông. Ừ, nốt ruồi nằm ở mông, mình nói nhá, phụ nữ mà nốt ruồi nằm ở mông ấy, họ thứ nhất họ đều là những cái người có sức khỏe, đều là những người có sức khỏe. Thứ hai, những cái người phụ nữ mà có nốt ruồi nằm ở mông ấy, họ đều là những cái người mà kiểu như là họ nhiệt tình lắm, họ nhiều năng lượng lắm. Những cái người này họ hay giúp đỡ người lắm, hay giúp đỡ mọi người lắm, cứ làm được cái gì tốt cho ai là như nào là họ làm. Ừ, nhiệt tình, cái người này có sức khỏe. Mà thường những cái người phụ nữ mà có nốt ruồi ở mông ấy, họ là những cái người mà kiểu như là họ đều là những cái người mà kiểu như là có cái cơ thể cân đối, có cái dáng đẹp, vừa khỏe vừa đẹp. Những người này thì thường may mắn, cái tâm của họ tốt, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người. Các bạn cứ để ý đi, nốt ruồi nằm ở mông, mông trái được mông phải được, à, đấy, sọn được mà đỏ cũng được. Rồi là bạn nào mà có cái nốt ruồi nằm ở đùi, đùi trước cũng được, mà đùi sau cũng được, nốt ruồi nằm ở đùi, các bạn cũng đều là những người khỏe mạnh, đều là những cái người mà có sức khỏe. Ừ, đều là những người có sức khỏe, đều là những người khỏe mạnh, họ làm cái gì họ dễ thuận lợi, dễ thành công. Nốt ruồi nằm ở đùi. Rồi là bạn nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở đầu gối bên trái. Ừ, những cái bạn ấy, những cái bạn mà có nốt ruồi nằm ở đầu gối bên trái thì các bạn đều là những cái người mà kiểu như là tính của các bạn lương thiện lắm. Những cái người này tính tình lương thiện, cái người này thì là những cái người mà kiểu như là hay làm điều thiện, những cái người này thì hay giúp đỡ, hay tìm cách để mà giúp đỡ mọi người, tính tình thì lương thiện, thật thà, tử tế. Và những cái người mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở đầu gối trái, họ thường là những cái người mà có nhiều quý nhân ấy. Ừ, có nhiều quý nhân lắm. Ừ, những cái người này thì họ thường là những cái người mà kiểu như là cái cuộc sống của họ ấy, thì nó từ đầy đủ cho đến từ sung túc, từ đầy đủ cho đến có thể là giàu, nhưng mà không bao giờ họ bị rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn. Ừ, cái mặc định của họ là như vậy, nghĩa là người tử tế, sống lương thiện, sống hay thích giúp đỡ người. Ừ, đấy, các bạn cứ để ý. Một cái vị trí nữa này rất quý này, lòng ở bàn tay, nằm ở lòng bàn tay, tay phải cũng được mà tay trái cũng được, nằm ở trong lòng bàn tay các bạn nhớ. Những cái người nữ giới mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở trong lòng bàn tay ấy, nốt ruồi son cũng được, đen cũng được, họ thường là những cái người mà có, nắm giữ, họ thường là những cái người nắm giữ được cái tài sản, cái khối tài sản rất lớn. Những cái người này thì hay gặp may mắn. Cái ngày mình bé, mình lại nhắc lại cái ngày mình bé thì mình hay nghe thấy mọi người người ta nói một cái câu là như thế này này: nốt ruồi ở tay thì ăn vay suốt đời. Ừ, mà đến khi mà tìm hiểu về nhân tướng, tìm hiểu về những cái tướng, cái vị trí này vị trí nọ ấy, rời qua những cái thời gian mà đúc kết mà quan sát, đâu có phải đâu, đâu có phải là như vậy đâu. Ừ, tóm lại, bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi nó nằm ở lòng bàn tay, các bạn đều là những người, nói chung các bạn đều là những cái người mà nắm giữ được một cái khối tài sản lớn. Các bạn, cái số của bạn là các bạn có rất nhiều tiền. Những cái người có nốt ruồi lòng bàn tay nhá, họ may mắn đủ đường. Những cái người này họ làm cái gì họ rất nhạy bén, họ là cái người thông minh. Họ mà làm một cái gì đều thành công ở cái vấn đề đó. Họ lao vào lĩnh vực gì, họ sẽ thành công luôn. Ừ, họ sẽ thành công được. Cái người này gần như là người ta là những người, người ta làm cái gì cũng được, người ta đa tài. Ừ, người ta là những người may mắn. Nói chung các bạn nào cứ có nốt ruồi lòng bàn tay thì xin chúc mừng các bạn hay gặp may mắn lắm. Ừ, rất hay gặp may mắn.
một cái vị trí nữa. Một cái vị trí nữa là bạn nữ nào mà có cái nốt ruồi nó nằm ở cánh mũi. Bên trái cũng được, cái cánh mũi nhé, các bạn nhớ nhá. Bên trái cũng được, bên phải cũng được. Nằm ở một trong hai bên cánh mũi mà kề cả hai bên luôn thì cũng được. Nhưng mà lưu ý các bạn là như này nhé, lưu ý nhé. Nếu như mà cái vị trí nốt ruồi mà nó nằm ở bên cánh mũi của các bạn ý, nhá, mà nó không quá to, nhìn nó đừng có, nhìn nó thù lù nó đập vào mắt là được. Nhìn nó đừng có dữ, nhìn cái nốt ruồi nó, nhìn nó phải lành. Thứ nhất là nốt ruồi nó lành, nó nhỏ thôi, nó vừa phải thôi. Ừ, đen cũng được mà son được, rất tốt. Hai cái bên cánh mũi được ví như là kiểu như là tài khố ấy. Ừ, tài khố, cái mũi thì là tài bạch. Ừ, còn hai bên cánh mũi được ví như là kiểu như là tài khố ấy. Rất tốt, rất may mắn về tiền bạc. Những cái người này thì đâu, không bao giờ thiếu tiền. Không bao giờ thiếu tiền, lúc nào cũng đầy đủ. Lúc nào trong cái vấn đề tiền bạc thì cũng song sanh, cũng đầy đủ. Nói chung là may mắn. Mình nói nhiều người người ta kiểu như là rất khó khăn về tiền bạc. Có những cái người mình nói các bạn nhé, làm hôm nay nhưng mà ngày mai lo ngay ngay, không biết là ngày mai là có cái gì đổ vào mồm, kiếm ở đâu ra tiền, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền. Có những cái người mà suốt ngày suốt đời kiểu như là phải đi vay đi mượn, cái số người ta khổ. Có người số khổ lắm các bạn không biết đâu. Chứ nhiều khi mà chúng ta mà kiểu như là các bạn ấy là những cái người mà có may mắn ấy, thì nhiều khi các bạn phải hình dung ra có những cái người, người ta làm cái gì cũng không được, làm cái gì thất bại, đi đến đâu thì cũng kiểu như là bị người ta kiểu như là người ta hắt hủi. Các bạn đấy, có rất nhiều người là như vậy. Cái phúc của người ta nó kém, cái kiểu là như vậy. Thế nên bạn nào mà đang may mắn thì các bạn hãy kiểu như là các bạn hãy trân trọng những cái gì mà mình kiểu như, trong cuộc sống mình đang may mắn. Các bạn hãy nhớ, các bạn cứ hãy trân trọng. Rồi là một cái vị trí nữa. Cái vị trí nữa là bạn nào có cái nốt ruồi mà nó nằm ở vai, cái phần vai trước, bên trái được bên phải được, bạn nữ ấy, nó nằm ở vai. Đều là những cái người may mắn ấy. Đều là những cái người mà có tiền, có của, có bạc ấy. Nằm ở vai sau thì hơi vất vả một tí. Nằm vai sau thì nó có tốt, nhưng nó hơi vất vả một tí, gánh nặng, trách nhiệm nhiều. Nhưng mà nằm ở vai trước thì nó đỡ hơn. Nằm ở vai trước thì nó tốt. Các bạn kiểu gì các bạn có tiền, kiểu gì cũng có tiền. Rồi nằm ở vai rất là tốt. Một cái vị trí nữa là bạn nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở khóe miệng. Đây, ngay sát nhé, gần khóe miệng. Bên trái cũng được mà bên phải cũng được. Các bạn để ý đi. Mình nói với các bạn là như này, những cái bạn nữ mà có cái nốt ruồi nằm ở khóe miệng ấy, các bạn rất hay gặp may mắn về cái vấn đề mà tình duyên. Các bạn thường là những cái người nhé, các bạn thường là những cái người mà các bạn là sẽ có được một cái tìm được một cái người chồng mà rất giỏi. Các bạn sẽ tìm được một cái người chồng mà rất giỏi, và các bạn cũng là cái người mà kể cả là các bạn có cái may mắn về tình duyên. Cái đường tình duyên, cái đường hôn nhân, cái đường tình duyên các bạn nó tốt. Những cái bạn nữ mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở khóe miệng, các bạn thường là cái người mà rất dễ thương. Các bạn là những cái người có duyên, các bạn rất nhẹ nhàng, các bạn lương thiện. Các bạn lương thiện lắm. Thường cái tính của bạn, cái tâm tính của bạn nó vui vẻ, nó hiền hòa, nó nhẹ nhàng, nó hòa nhã. Các bạn cứ để ý, nó rất là nhẹ nhàng. Cảm thấy nó, cái người đàn ông ấy mà gần những cái người phụ nữ mà có cái nốt ruồi nó nằm ở khóe miệng ấy, cảm thấy nó tươi mát, nó nhẹ nhàng, cái thanh cao, nó có một cái gì đó, nó là hiền, nó là lành. Không có một cái thủ đoạn, không có cái mưu mô, không có tính toán, không có cái đòi hỏi, không có một cái hẹp hòi hay là ích kỷ hay là như thế nào. Ở bạn nó có một cái gì nó rất dễ chịu. Những cái người như vậy, những cái người nữ mà có cái nốt ruồi khóe miệng ấy, các bạn cứ để ý, tính của những cái người này, cái tính tình của họ rất dễ chịu. Họ thông minh, họ lương thiện. Họ không bao giờ họ mưu toan, tính toán hay là muốn một cái gì, nó có một cái gì nó thủ đoạn hay là có một cái âm mưu hay là có một cái gì đố kỵ, không tỏ ra là kiểu như chả có gây thù hay là oán hận ai bao giờ, kiểu là như vậy.
họ có một cái gì đó rất biết quan tâm, rất biết vì người. Nói chung những cái người này họ thường, mình nói nhất nhất là mình chỉ nói với các bạn là như này này, một cái người phụ nữ ý, mà cái tâm của họ tốt ấy nhá, cái tâm của họ hiền lành thiện lương ấy, cái tâm của họ nó dễ chịu ấy, họ là người tử tế ý, họ luôn gặp được cái người đàn ông tốt, luôn gặp được cái người đàn ông mà kiểu như là tài giỏi. Mình nói kể cả là các bạn đó nhá, mà cái nhan sắc của các bạn nó bình thường thôi, các bạn cứ nhớ đấy, nhan sắc bình thường thôi, nhưng các bạn là cái người mà cái tấm lòng, cái tâm của bạn ấy nó tốt, nó lương thiện, nó tử tế, nó không ích kỷ, nó không hẹp hòi, tâm bạn nó tốt, các bạn sẽ gặp cái người đàn ông luôn luôn là trân trọng với những cái người phụ nữ như vậy. Chứ còn cái người phụ nữ nào mà kiểu như là cho dù là các bạn là có là cái người mà xinh đẹp như thế nào mà cái tâm của các bạn ấy, cái tâm của các bạn nó ích kỷ, nó hẹp hòi, nó không bao dung, nó không độ lượng, nói chung các bạn là cái người mà không tốt ấy. Không bao giờ cái người đàn ông hiểu biết người ta chọn lựa các bạn cả. Các bạn có là hoa hậu, cái tâm mà không tốt là vứt. Nhất là những cái bạn nữ nào mà kiểu như là các bạn đẹp, các bạn xinh, xong rồi các bạn lại ý thức được các bạn là đẹp là xinh, rồi các bạn tự cho mình là cái người mà có cái quyền này quyền nọ. Các bạn gặp những cái người đàn ông là các bạn cứ phải kiểu như là ở các bạn là các bạn phải phải chứng tỏ với người ta là tôi là cái người có quyền đòi hỏi, tôi đẹp, tôi có quyền chẳng hạn. Các bạn cứ nghĩ rằng là cái người đàn ông mà đến bên các bạn ấy, họ phải là cái người đáp ứng cho các bạn. Các bạn đòi hỏi này, đòi hỏi nọ, các bạn thích thứ này, thích thứ kia, đủ các kiểu. Các bạn không cần quan tâm đến người ta suy nghĩ như thế nào, không cần biết là người ta chiều chuộng hay là như thế nào với các bạn là như nào. Đối với các bạn thì các bạn gần như các bạn như kiểu các bạn không biết đủ ấy. Mình nói nhá, những cái bạn nữ như vậy, các bạn ấy cái thời trẻ các bạn ấy nó có cái phúc, có cái may mắn về cái nhan sắc của các bạn. Nhưng mà những cái bạn như thế thường ấy, mình nói bắt đầu trung niên, trung vận đổ ra nhá, trung vận đổ ra cho đến về hậu, các bạn phải thay đổi khẩn trương đi, không thì trung vận mà đến hậu vận ý, các bạn rất khổ. Những cái bạn như thế rất khổ, những bạn như thế rất vất vả, rất khổ. Nó như kiểu là các bạn ý, như kiểu là các bạn cái thời trẻ các bạn dùng những cái nhan sắc của các bạn ý, để các bạn thế này thế kia, các bạn có được cái này cái kia. Các bạn là những người đang đi, kiểu như là các bạn là những người đang đi vay đấy, cái nợ đời thì các bạn phải trả, các bạn cứ nhớ. Mà thường thường những cái bạn ấy kiểu như là, nhất là những cái bạn nào mà kiểu như là bạn đã không có đạo đức, bạn đẹp mà bạn không có đạo đức, bạn không chung thủy, bạn cứ một lúc bạn yêu 5-7 người. Có những cái người phụ nữ một lúc người ta cặp kè, người ta yêu hết 5-7 người đàn ông một lúc, thậm chí còn hơn nữa. Mình nói những cái bạn như vậy, những cái bạn như vậy cái thời trẻ các bạn có thể các bạn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà những cái bạn như vậy bạn cứ yên tâm là bạn sẽ không giữ được tiền đâu. Bạn không hề giữ được tiền. Các bạn cứ nhớ, những cái gì nó không phải là của bạn, bạn sẽ không giữ được. Rõ ràng nó không phải của bạn, các bạn cứ yên tâm, nó không phải là của bạn. Những cái gì mà mình không phải bỏ công bỏ sức ra nhiều, không phải bỏ tâm ra nhiều, không phải bỏ chất xám ra nhiều, thì đương nhiên nó không phải là của mình. Mà không phải của mình ý, thì đâu có giữ được đâu. Lỗ hà nó ra lỗ hổng, bạn không mất chỗ này, bạn mất chỗ kia, bạn không tiêu chỗ này thì bạn tiêu chỗ nọ. Có nhiều bạn nữ trẻ trẻ, bạn kiếm tiền quá nhiều, kiếm tiền như rác, nhưng mà tiêu tiền thì cũng như rác, không biết quản lý đồng tiền. Có học đâu mà quản lý, có học về cái tài chính đâu, cái quản lý đồng tiền đâu, có học về cái đạo đức đâu, học về cái cách sống đâu, có nhìn sâu được vấn đề đâu. Hay là cứ thấy là mình đang là những cái người mà đang may mắn, đang là những cái người mà đang kiểu như là có nhiều cái may mắn, có lộc, có tiền thế này thế kia, được mọi người gọi là cưng phụng thế này thế kia, mọi người chiều chuộng, thì các bạn cứ nghĩ là như vậy. Những cái bạn thế nhá, các bạn thay đổi ngay lập tức, không đến trung vận, thời gian nó chơi nhanh lắm. Trung vận và đến hậu vận, đến cái tuổi già các bạn ấy, các bạn khó khăn, các bạn hối không kịp. Các bạn cứ nhớ đấy, nó có nhiều vấn đề lắm. Nợ đời thì phải trả đời.
bạn hưởng cái phước của bạn, cái phúc của bạn, bạn hưởng nhiều quá. Đến khi về già về hậu các bạn rất mệt, các bạn cứ nhớ một cái điều là như vậy. Đó, cái vị trí nốt ruồi mà nó nằm ở khóe miệng ý, đã kết thúc cái video hôm nay. Hôm nay cái video hôm nay nó hơi dài dài rồi. Thì rất là cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Bạn nào ấy có một trong những cái vị trí nốt ruồi nó may mắn mà hôm nay mình chia sẻ, xin chúc mừng các bạn. Chỉ cần một thôi, cho đến hai thôi, bạn đã là cái người rất may mắn. Bạn nào có càng nhiều càng tốt. Bạn nào có vị trí ở đâu các bạn để lại bình luận bên dưới cho mình nhé, để mình còn chúc mừng các bạn nhé. Thân ái chào tạm biệt.